Cô gái bỏ 10 triệu đồng để mua 71 like và 7 chia sẻ trên Facebook. Đo thân nhiệt, phát hiện đôi nam nữ âm tính với Covid nhưng lại dương tính với ma túy, đúng là trong cái may còn có cái rủi. Giữa tâm bão Corona, Trung Quốc phải đối mặt với combo cúm gia cầm H5N1 và động đất tới 5 độ Richter. Thanh niên trốn truy nã sang bên Trung Quốc vì liên quan đến ma túy, thấy vậy chạy về nước xin được đầu thú. Dập dịch quá nhanh, Trung Quốc lo không đủ người nhiễm để thử vaccine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Vũ Hán sửa số liệu người nhiễm bệnh quá là chuyện bình thường luôn. Vừa dính phốt chê bánh mì Việt Nam, dân Daegu Hàn Quốc được tài trợ thêm gần 1 triệu cái bánh mì, cho ăn đến lúc nào thấy ngon thì thôi. Hội Liên hiệp các giáo hội Hàn Quốc cho rằng, thảm họa BD còn đáng sợ hơn COVID-19. Cùng ý kiến trên, Bộ trưởng Y tế Israel phát biểu, virus corona là hình phạt của Chúa dành cho người đồng tính. Kết quả xét nghiệm, ông đã bị nhiễm COVID-19. Họp phòng chống COVID-19 giữa mùa dịch, cả liên đoàn judo Nhật Bản trở thành ổ dịch. Người dân Iran tập trung liếm đền thờ giữa lúc dịch bệnh. 200 người Ấn Độ tập trung uống nước tiểu bò để ngăn ngừa dịch. Sau khi uống nước tiểu bò nhưng vẫn bị lây nhiễm, họ đã chuyển sang tắm gội với phân bò để tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ lây lan. Công dân Nga có hai lựa chọn, ở nhà 15 ngày hoặc ở tù 5 năm. Băng đảng tội phạm tại Brazil áp lệnh giới nghiêm khu phố vì COVID-19. Còn ở Mỹ, cảnh sát yêu cầu tội phạm ngưng hoạt động vì tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp. Vừa bùng phát dịch, dân châu Âu đổ xô đi mua giấy vệ sinh, đúng là không có gì thoải mái bằng ỉa đái kịp thời. Giấy vệ sinh khan hiếm, họ đổ xô đi tìm vòi xịt. Cuối cùng họ đòi trả lại nhưng chủ siêu thị đáp, khôn như chúng mày quê tao xích đầy. Đeo khẩu trang là việc tự nguyện, mọi người có thể làm hoặc không làm, tôi chọn không làm, Donald Trump xét. Số ca dương tính ở Mỹ đứng thứ hai thế giới, tôi xin đính chính lại là đứng thứ hai sau thế giới. Thu mua khẩu trang giữ đại dịch, chính phủ Mỹ bị ép giá gấp 8 lần. Sợ Mỹ tiếp tục tháo khẩu trang, Đức yêu cầu quân đội hộ tống khi lấy hàng. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh.